Không biết nữa đặt chưa. My name and my birthday. So I gotta remember my birthday. Ông ngoại ôi lúc nãy đâu có đông dữ vậy đâu, sao càng ngày càng đông. Gọi lát xong gọi trên thấy mặt thì thấy trời đâu quá hả bây giờ tao đi đi coi đi mua hàng thấy thấy nhiều tàu đi mua nhiều lắm, sắm đồ nhiều lắm. He's better than Chinese. I prefer her. Really? We went to the. Giống nhau hả? Giống nhau luôn hả? Giống nhau, này đẹp hơn. Lúc này đẹp quá ha. Giống nhau. Cái này gọi là gì chị Loan? Café gourmand. Mình chị mình mới nói tiếng Pháp, mình biết tiếng Pháp là gì á. Món này là café gourmand. Do you drink it separately or do you pour it on top? No, separately. Đây là món món bánh với kem. Mời mấy mấy bạn ăn với mình cái món này nha. So this is where we have our You have a special